Dạ. 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 Cũng như là một tuần làm được một vài bữa hả vậy? Dạ. Hồi mấy năm trước gì bán đỡ không? Rất thân thiện và vui luôn nè, nhất là chị này nè nha. À vậy hả? Vui quá luôn ha. Vui quá ta. Để bán cái này sao mình bán cho mình anh có bà xã lắm tết không? À ok quá vậy. Ok quá vậy. Dạ. Dạ mình sống độc lập vui vẻ quá ta. Nhà anh ở gần đây không anh? À cũng trong tỉnh cũng gần. Nguyên cái lô hàng này có anh không đó hả? Dạ. Vậy ok quá ta. Nguyên bông nặng ra. Cái đường dài này là bà con mua nhiều rồi tự đây đây đặng chi tiền cho anh hả? À tiện quá ta. Sao mà anh có cái bí quyết gì mà để bà con sao mà đam mê mà vậy? Mua làm sao cũng dẫn đem lại tiền lên đây chi cho anh được. Hay gì ta? Mai mốt phải học cái cách của anh này mới được. Thì anh bán dài tới đẳng rồi mà có ngự kìa. Mà cái đường đi của anh rất khó nè. Còn bên đây có soi luôn. Chào cô. Hôm nay bán đắt hàng không cô? Dạ. Để tùy theo bữa hay gì cô? Rồi chúc sức khỏe cho cô nghe. Đây tới chưa bán hết hàng này nè cô. Dạ. Chào cô. À, bên đây mình thấy có khoai lang cũng ngon lắm nè cô chú. Khoai lang ngon quá ha. Rồi chị ngon nhận. Năm nay được nhiêu tuổi rồi cô? 60 cũng khỏe quá ha. Rồi cũng đạt được kiếp ngự rồi. Mình quy định có 60 mà mình 60 khỏe như thế này là mình đạt kết quả rồi. Được quá ha. Dạ. Vậy hả? Vậy hả? Hai cháu nhiêu tuổi rồi? À, cái này em biết không ta. Vậy là cái này sáng tạo quá ta, cái này như năm ngón tay luôn nè. Dạ, ngón tay rồi. Bánh lá chuối hả? Dạ. Hay quá ta. Bà con mình làm bánh về sáng tạo nhiều sản phẩm lạ lạ nha. Nè, có bánh mì nhí luôn nè. Này ngổ nhiều bánh mì nhí nè. Ngàn hả? Vậy cũng bình dân ha, mấy đứa trẻ nó thích ăn lắm đó, bánh mì nhí. Dạ, mình em bắt được cái anh. Vậy hả? Dạ, nó bé thái lắm. Bé nhỏ nhỏ thích. Chào chị hai, sáng giờ bán được không? Giờ này thấy chị khỏe. Trời ơi, dạ, vậy hả? Dạ. Rồi, cô chú có đi chợ Văn Gáo rồi, nhớ vô ủng hộ quần áo cho chị này nghe. Chị giờ này chị rất khỏe đó. Nhờ bà con mua nhiều để cho chị mệt chút đi mà chị thích đó. Còn mà chị đang khỏe chị cũng không được vui mấy. Hồi tết tới giờ bán sao chị? Trời ơi tết bán gì đâu, năm nay nó ế. Vậy hả? Hồi trước tết cũng chậm đó hả? Đúng rồi. Sao kỳ vậy hết? À vậy hả? Ờ hết người đó, người đi công ty phải chờ người đó. Đi đâu? Đi công ty làm công ty. À đi công ty nghe. Chị nói đi công ty hết rồi đó, rồi bắt đầu mới vô đầu năm. À, cha mẹ với ở nhà đó không có tiền mấy, rồi ít có đi chợ. Dạ ít có đi chợ. Dạ ít đi chợ. Chỉ có bà con địa phương chút đỉnh à, nên cô cũng bán chậm. Hồi trước tết bán được không cô? Trước tết không bán được á. Dạ vậy hả? Mắc tết làm phước. Dạ. Dạ vậy cũng được. Thôi chúc cho các cháu đi Bình Dương làm thật nhiều tiền hưởng luôn. À này có mấy con cá chì dinh này ngon quá. Cá dinh ngon. Cá này giỡn chà hay gì con? Chà, lắc chà, cá đóng á. Ồ đúng rồi, mấy con chà chà đóng. Cá đóng không, cá lóc cũng đóng. Ồ vậy cá lóc xong luôn à. Ừ, cá lóc đóng luôn. À, ngon quá luôn à, gòi gòi mà nó mập bú quậy kìa. Mà nước da nó gắn đậm đặc kìa, rồi được quá ha, cũng như nó màu nó. À cô có bán mấy con này ong hả cô? Ngon quá vậy ta. Cái này hổm gài mình mới thấy bữa đầu tiên luôn đó nghe cô chú. Ông này kêu ông gì cô? À ông này ông khoái hay gì? Khoái không? Này ký khoảng nhiêu tiền cô? 100.000 ha cô chú. Cái này thường thường bà con nấu cái gì ăn ngon ha cô? Cháy mặn. À cháy mặn với nấu cháo rồi đó cũng ngon lắm nghe cô chú. À, cái này hổm gài biết bao lâu mình mới thấy đó, bữa nay nghe cô chú. Có 100.000 ký à.
và chúc sức khỏe cho con nha. Và mua mai bán đắt tiếp theo. À, vô nuôi thùng á. Nói chung mặt ông nuôi thùng ra mà ăn chay nãy nói nhiều ha. Chay nhiều kìa. Chay 200 hả? À, cũng bình dân quá chứ mặt ông mà tránh mọc ngoài thiên nhiên chắc nhiều lắm à. Ồ, 1 triệu luôn hả? 1 triệu 2 có 400 à. Dạ. Nhiều lắm. Dạ thì con nó cũng là nó cũng đi hút mật ở trong rừng thôi. Cô chú anh chị hôm nay mình đi ở nhà bàn nè, mình tới chợ dân giáo nè. Hôm nay cũng nói chung từ Tết giờ bà con bán cũng chậm. Rồi đầu video chúc cô chú anh chị và các cháu luôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Rồi chú Sáu Kè Ma sẽ quay tiếp theo. Chào dì Hai. Hôm nay về bánh mày thấy được không vậy? Dạ, hồi Tết thì giờ ế ha vậy? Thấy suốt luôn á. Vậy ha? Kỳ ha. Làm như bà con cũng ít đi chợ ha nha. Đi công ty hết trơn rồi mà dạ. Công ty người ta khách nhiều, người ta không được nữa, về không có tiền nữa. Dạ, cũng như là một tuần làm được một vài bữa ha vậy. Dạ. Hồi mấy năm trước gì bán đỡ không? Mấy năm trước bán được. Dạ. Rồi bắt đầu năm nay thì thấy thua luôn. Dạ vậy ha, nói chung là bà con làm thất nghiệp mình bốn ba bán vô cũng ế ẩm theo ha. Dạ thôi chúc sức khỏe cho dì ha, ca gắng cố gắng vượt qua khó khăn rồi nhiều khi tiếp theo dì sẽ bán được hơn. Rồi, chúc sức khỏe dì ha. Rồi chào dì. Đây là chợ dân giáo nè cô chú, có bán quần áo đằng trước cũng nhiều quá nè cô chú ạ. Bên đây cũng có bán bánh mì. À chợ anh Hai có chở cháu theo. Đẹp gái quá ha. À, vui quá. Đây có bán bánh mì nữa nè cô chú. Chợ dân giáo này nghe bà con cũng chia sẻ là bán cũng chậm nghe cô chú. Chợ dân giáo mình cũng nhỏ mà em nói bán cũng hơi chậm mà biết không, bà con đang đi là Bình Dương rất nhiều các cháu luôn. Chào cô chú, đây là chợ dân giáo nè cô chú. Đi gần nhà, chợ nho nhỏ đó mà bà con rất thân thiện và vui luôn nè, nhất là chị này nè nha. À vậy hả, vui quá luôn ha. Không học dịch này mình bán chục nhiêu vậy, hai dạ đó, thấy vui vẻ không? Mai mốt có đi chợ dân giáo rồi ủng hộ học dịch cho chị này luôn nha. Chị tươi hả? À vậy là tôi cười luôn kìa. À, rất vui vẻ nha cô chú. Đừng có nghĩ là chợ nhỏ mà không có đạt nha. Chợ nhỏ là rất đạt luôn nè. Chợ dân giáo nè. Bà con rất thân thiện luôn. Và bên đây chú Hai này cũng rất thân thiện nè. Bán cho. À, nho rất ngon luôn nha. Nghe chú Hai. Nho rất ngon luôn. Quýt cũng ngon nè. Quýt trái rồi rồi mà cái này ăn chắc ngọt như đường luôn đó nghe cô chú. Nó ngọt giống chủ vậy đó. À vậy ok quá ta kìa. Chủ kìa. Vui quá ta. Phải bán cái này sao mình bán có mình anh có bà xã lắm tép không? Người có mình anh ơi, người chữa vợ nên đâu. À ok quá vậy. Ok quá vậy. Dạ. Chồng anh chưa vợ. Chợ mình sống độc lập vui vẻ quá ta. Dạ. Nhà anh ở gần đây không anh? À cũng trong tỉnh cũng gần. Nguyên cái lô hàng này có anh không đó hả? Dạ. Vậy ok quá ta, nguyên bông nẵng. Cái đường dài này bà con mua nhiều rồi tự đây đặng chi tiền cho anh hả? À tiện quá ta. Sao mà anh có cái bí quyết gì mà để bà con sao mà đam mê mà mua làm xa cũng dẫn đem lại tiền lên đây chi cho anh luôn. Hay vậy ta, mai mốt phải học cái cách của anh này mới được. Kìa ảnh bán dài tới đẳng rồi mà có ngờ kìa.
mà cái đường đi của ảnh rất khó nè, xung quanh là trái cây bao bọc hết nữa. Đi rất khó. Rồi chúc sức khỏe cho anh nha. À, đây sắp lên anh sẽ bán thật nhiều sản phẩm và có thật nhiều tiền để xây chở cuộc sống tùy theo cái thấy thích cái ý của anh nha. Rồi cảm ơn anh đã chia sẻ, chào anh. Rồi, cảm ơn. Rồi máy bay luôn à. Yeah. Hay quá, thấy không, mình mới vô hai cô đó bên đây nè với anh này thấy là vui, là mình mừng lắm đó nghe cô chú. Quay video mà có bà con vui là ok. Nói chung người nào cũng phải ăn mà. Ai cũng phải ăn thôi, có gì thì mình thực hiện nấy. Chào chị hai, hột vịt ngon quá chị hai ơi. Dạ. Nhiều chục vậy chị? 25 ngàn. Bình dân quá nghe cô chú, mua 20 là mình về mình ăn lâu lắm mới hết luôn nghe. Nhất là có các cháu nhỏ đó, ăn hột vịt cháu thích lắm, tại không có mắc xương đó. Dạ. Quá hay luôn cô chú ơi. Hồi sáng giờ bán được nhiều không chị? Bán được cũng 300 mà. Cũng đỡ quá ha. Dạ. Rồi mình đi phương tiện bằng gì vậy chị? Đi phương tiện bằng xe máy. Vậy hả? Rồi giờ chị chở luôn hả? Dạ. Hay gì ta? Năm nay được nhiêu tuổi rồi? Cũng ok quá ta, còn sức khỏe dồi dào rồi. Chúc cho chị sức khỏe thật nhiều hơn nghe. Dạ. Tới 100 tuổi vẫn chạy xe đi bán hột vịt được luôn nghe chị. Tới 100 tuổi cũng còn vẫn chạy dạ, xe. Vẫn còn được luôn nghe. Khỏe người. Dạ, rồi chúc cho cả gia đình mình luôn dạ. Hạnh phúc. Và các cháu sau này làm ăn sẽ may mắn và phát tài ha chị. Dạ. Rồi chào chị. Cảm ơn. Vui lắm nha cô chú. Quá ngon luôn cô chú ơi, trái cây nè, chợ dân giáo mình đó nghe, nho nhỏ mà bà con rất thân thiện và vui luôn. Đây bánh tay yến của cô cũng rất ngon nè, bên đây có xôi luôn. Chào cô. Hôm nay bán đắt hàng cô? Dạ. Rồi tùy theo bữa hay gì cô? Rồi. Rồi chúc sức khỏe cho cô nghe, đây tới chưa bán hết hàng này nghe cô. Dạ. Chào cô. Bên đây mình thấy có khoai lang cũng ngon lắm nè cô chú. Khoai lang ngon quá ha. Rồi chú chiên. Rồi bên kia có bánh cam. Rồi bánh cầm luôn. Mép bên đây hình như bánh chuối hay gì á. Có bánh này. Bánh này xôi dị nghe cô chú. Ngon quá ha. Cái này đường thốt nốt nè. Mình thấy cái màu hay màu thốt nốt nè. Ngon quá luôn. Rồi cảm ơn cô. Chúc sức khỏe cô. Tới chưa bán hết này nghe cô. Bên đây có cháo này nè. Cũng bán cái này là bánh khoai mì hả cháu? Bên đây kêu bánh gì cháu? Bánh ống ha. Ở ngoài hình như có thấy dừa hay gì không ha? Ngon quá ha. Một gói nhiêu tiền cháu? 10 ngàn hả? 12 ngàn bịch. Tại vì một cái bao nhiêu tiền đó ha? Cái 3 ngàn này 4 cái nha cô chú. Cũng bình dân ha. Trái chuối này con? 5 ngàn ha. Bánh bò này bán ký hay bán nhắm chừng? Bịch 5 ngàn chừng. Đây nữa nè, xôi dị nữa còn chưa cô chú. Rồi cảm ơn cháu nghe, chúc cháu sức khỏe và mai mốt mua may bán đắt rồi gia đình gặp nhiều may mắn ha. Dạ. Dạ. Chị hai bên đây cũng có bán hình như bán cháo nữa kìa cô chú. Cá cháo trắng hả? Cá gì mà ngon quá vậy chị? Cá linh cá dảnh quá ngon cô chú ơi. Kho cái này là cái xương mềm luôn ha gì nè? Kho ghẹo luôn. Cô cũng sáng tạo, cô làm nấu cháo mà cá kho ghẹo xương luôn ha, hay quá ha.
cháo con vậy, có để lá dứa gì màu xanh xanh nè cô chú, nếu mà ăn chắc thơm lắm luôn á. Cô này ông nhận năm nay được nhiêu tuổi rồi cô? 60. Cũng khỏe quá ha. Ừ, cũng đạt được kiếp ngự rồi. Mình quy định có 60 mà mình 60 khỏe như thế này là mình đạt kết quả rồi. Được quá ha. Dạ. Dạ. Cỡ 70 thôi. À vậy ha. Vậy hả? Hai cháu nhiêu tuổi rồi? Mới 11, 12 vậy. À. Xui vậy ha. Bà ngoại, bà mẹ hai đứa luôn. Rồi bên đây nội hay ngoại? Bên đây nội hay ngoại? Ngoại hả? Rồi, thường thường ngoại nuôi nhiều hơn nội ha. Thôi gắng cố gắng là chúc cho cô lúc nào cũng sức khỏe dồi dào, rồi mua may mắn đắt, có ít tiền đặng chăm sóc hai cháu tiếp theo. Rồi, dạ, chúc các xe cháu mạnh khỏe và sau này sẽ học hành giỏi để mua mốt nuôi lệ bà ngoại. Đứa nhỏ nó có 1 kg mốt. Đâu, đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ có 1 kg mốt. Vậy hả, nhẹ dữ hả? Nhà, nhà cô gần đây không cô? À, nữa cô có thể chia sẻ đi nữa lại quay video bên người nghèo cho cô. Dạ. Lần sau nói địa chỉ đi rồi nữa một chút nữa coi video này biết nè. Rồi xảy ăn cháo ở nhà của bà bán cháo trắng là ta có biết. À vậy hả? Rồi. Mà mình đi đi nhà bạn chút mình trở lại thôi. À cháo trắng cá chè Vinh. Cá chè Vinh với cá dảnh với cá linh đều ngon quá nè cô chú. Kho ghẹo nha. Rồi, chúc sức khỏe cô nha. Dạ. Tội nghiệp hai cháu quá ha. Đây có cháu bên đây cũng có bán nè, bánh đông lan rồi trứng cốt. À ngon quá luôn nha. À cái này mình mới chiên luôn ha gì vậy? Dạ cái này em nếm của ta. Nếm hả? Dạ. À. Vậy là cái này sáng tạo quá ta, cái này như năm ngón tay luôn nè. Dạ, năm ngón tay rồi, à. Tội là bánh hai chuối vậy. À, bánh hai chuối hả? Dạ. Hay quá ta. Mà con mình làm bánh về sáng tạo nhiều sản phẩm lạ lạ nha. Nè, à, có bánh mì nhí luôn nè. Này ngổ nhiều bánh mì nhí nè. 3 ngàn hả? À, vậy cũng bình dân ha, mấy đứa trẻ nó thích ăn lắm đó, bánh mì nhí. Dạ, mình đem bắt được cái nè. Vậy hả? Dạ, mấy bé thái vậy. Nhỏ đúng rồi, tại thấy lạ lạ nè, nhỏ cháu, mấy cháu nhỏ thường thích nhỏ. Rồi chúc sức khỏe cho con á, rồi đây tới trưa bán cho thật nhiều hàng đi, rồi sắp tới luôn, rồi gia đình mình hạnh phúc luôn. Rồi chào. À, bên đây con này cũng có bán bánh rất ngon luôn nè. Bánh này bánh gì vậy cô? Bánh tét hả? À bánh tét chiên ngon lắm nha cô chú. Thường thường hồi xưa đó, ý hồi trước đó qua Tết rồi với trong Tết mình chiên ăn giòn luôn. Rồi chúc sức khỏe cho cô nha. Chào cháu. Bán bún cá hả cháu? À vậy bánh canh. Bánh canh với có bún bỏ thêm vô hả? Bánh canh với cháo nha. Rồi bán cũng gần hết hả cháu? Còn ít xịt à? Cũng được ha. Đây nè cô chú, cháu này cũng bán đắt nha, còn chút nữa là hết luôn hả? Rồi chút cháu chút bán hết này luôn nha cháu. Rồi chào cháu. Chào chị. Chị này cũng bán cháo nè, gần hết nè cô chú ơi. Chị làm rất ngon nha, nên bà con ăn cũng thích lắm đó. Nên bán giờ này mới có 8 giờ mấy gần hết luôn nè. Cũng được quá ha. Chúc cho chị chúc là bán hết sản phẩm này nha. Và gia đình mình luôn hạnh phúc, con cháu hiếu thảo luôn ha chị. Dạ. Bên đây cũng vậy nè cô chú. Tuy rằng chợ dân gia giáo mình nhỏ nhỏ nha, bà con rất vui vẻ và thân thiện luôn. Bên đây con có bán cháo nè. Rồi mình sẽ đi về vô trong tiếp theo. Trong đây là có các tiệm tạp hóa nè cô chú.
Dạo chị hai sáng giờ bán được không? Giờ này thấy chị khỏe. Dạ, vậy hả? Dạ. Rồi cô chú có đi chợ dặn gáo rồi nhớ vô ủng hộ quần áo cho chị này nghe. Chị giờ này chị rất khỏe đó. Nhờ bà con mua nhiều để cho chị mệt chút đi mà chị thích đó. Còn mà chị đang khỏe chị cũng không được vui mấy. Hồi Tết tới giờ bán sao chị? Trời ơi, Tết bán gì đâu, năm nay nó ế. Vậy hả? Hồi trước Tết cũng chậm đó hả? Đúng rồi. Sao kỳ vậy hả chị? Dạ, dân mình Dương về đóng tiền. Dạ, vậy hả? Vậy bán nó thì nhờ dân Campuchia ta đi Bình Dương về đó. Dạ, dạ, vậy hả? Vậy là nhờ làm công ty hả chị? Ừ, mà công ty nước xìu, bởi vì ta có tiền. Nên cũng tội nghiệp cho các cháu. Dạ, là quay gì ngay không? Có chú quay nè. À, cái đó. Dạ. Mà ở đây là nó không nhỏ bạn á, bạn của con mình á làm việc chung nhau, nó gửi lên cho tôi bán mà tôi không có lấy gốc. Vậy hả, làm việc chung là làm công ty may mặc hả không? Nó làm việc là nó làm bên bưu điện á. Dạ, dạ. Là bán cái này thêm nè. Dạ, rồi nó gửi lên cho mình bán. Dạ, cũng như bán thêm ha. Bây giờ các cháu giỏi quá ha. À, cũng kiếm cái này kiếm kia đặng cái này tự may. Dạ. Này này cô tự may luôn hả? Tự may. À, da đẹp quá vậy. Bây giờ sao quần áo nó rẻ quá ha cô? Ừ, bây giờ sao mà nội dệt cái này không cũng lâu, với làm ra sản phẩm vải này cũng lâu rồi. Cái này là mình vô tình điên đó, anh. Mà biết mà cũng như ở cơ sở người ta chỗ mà dân sản xuất ra được cái sản phẩm này để dệt nè. Tính là biết nhưng mà như cái này khoảng nhiêu tiền? Cái giá là mình mua nó có mấy ngàn một thước. À vậy hả? Ồ. Tính ra chồng ra sản phẩm này đi một thước. Mà không biết làm sao kỳ ta. Ta qua trung gian rồi mới tới mình chứ bộ. À, mình người thứ ba. Mà sao kỳ hơn mình không hiểu. Ra là người thứ tư rồi. Mình không hiểu sao mà sao rẻ quá ha. Nội cái công. Tôi nói anh nghe nè, bây giờ hả, giải đẹp rồi nó cũng rẻ. Dạ, dạ. Ngộ ha. Mình không hiểu làm sao. Nội chồng mấy cây bố rồi là thấy cũng khó khăn rồi thu hoạch rồi. Mình nói ví dụ đó. Ai mua nữa. Dạ. Xưa mắc mà dễ bán. Sao bây giờ sản xuất ra được nhiều sản phẩm này quá ha con? Rẻ quá chứ. Bây giờ mấy bà đi chùa mà vô mấy bà bán qua cho mấy cái người bán ở chùa là giải này là bán 25.000 mét. Dạ dạ. Nó cô cũng có chia sẻ đó, lúc này đồ rất rẻ nè, nhất là bây giờ mình quay ở chợ Dân Gáo gặp chị này nè, chị cũng chia sẻ thật tình của chị đó. Mai mốt các cô chú anh chị các cháu có đi chợ Dân Gáo vô đây ủng hộ quần áo may sẵn của chị này nghe. Rồi cảm ơn chị, chúc chị vui vẻ và gia đình hạnh phúc ha chị. Rồi chào chị. Chị hả, nói là chú có biết đọc thơ đọc cho tôi nghe một câu không? À vậy biết một bài thơ, bây giờ lại phiên của bố đó ha. Tại vì cái là ăn nhậu nhiều đó, bị bệnh đó. À, đọc nghe chú ấy nghe, cô có biểu dương và tán thưởng gì không? À, cô tán thưởng cho mình một vỗ chàng vỗ tay. Rồi mình sẽ đọc ha cô chú anh chị và các cháu. Tặng cho cô này một bài về ông xã của cô cũng mất đó, cũng vì nhậu nhẹt nhiều đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đọc lời phiên của bố. Hội năm tập bảy mà chi, thuốc men cờ bạc rượu gì chẳng nghe, việc nhà bỏ đó đi nghe, không giúp bố mẹ mà đe vợ mình, lên xuống la lối không nhìn, thỏa thích đầu máu về gình bên hông, gia đình hạnh phúc chẳng mong, tiền bạc đâu nữa mà mong đợi chờ, thân gầy gió thổi lờ đờ, thịt da teo ốm thế giờ cũng xong, nhìn con lệ đẫm đôi dòng, ông đi rồi tôi khổ trong một đời. Chào cô chú, chào chị luôn nha. Mình quay video tiếp theo nha cô chú. Vô mấy chợ tập hóa nè. Nãy giờ có cô này vui vẻ quá luôn. Mình thà tặng cho chị bài thơ nữa. Bài thơ đố nha. Rau gì ở quá không tình, chờ anh đến hỏi là mình chịu ngay. Là rau gì? Đó là rau giá, tức là ở giá. Nè cô này cũng đang vậy đó nghe cô chú. Rồi chúc sức khỏe khỏe con nha. Vui quá là vui. Đây chợ tập hóa trong đây thì bà con giờ này chắc cỡ
gần 9 giờ cô chú cũng bà con cũng mua sắm cũng hơi ít nên nó cũng hơi chống chải. À, bên đây có cô này cũng đang đi vô. Chào chị hai, hôm nay bán dưa mắm đồ đã không chị? Đỡ, con người mua đó làm sao đó. À vậy hả? Ờ, hết người đó, người đi công ty hết trơn rồi đó. Đi đâu? Đi công ty, làm công ty. À đó, đi công ty nghe. Chị nói đi công ty hết rồi đó, rồi bắt đầu mới vô đầu năm. À, cha mẹ với ở nhà đó không có tiền mấy, rồi ít có đi chợ. Dạ ít có đi chợ. Dạ ít đi chợ. Chỉ có bà con địa phương chút đỉnh à, nên cô cũng bán chậm. Hồi trước Tết bán được không cô? Dạ, Tết con bán được á. Dạ, vậy hả? Mắc tết làm phước. Dạ. Dạ, vậy cũng được. Thôi chúc cho các cháu đi Bình Dương làm thật nhiều tiền, đặng gửi về cho cha mẹ ở nhà, đặng có tiền đi chợ tiếp theo hả cô? Rồi cô bán đắt luôn nha. Rồi chào cô. Cô nói cháu đi làm công ty đầu năm đó làm cũng không được tiền, rồi bán cũng hơi chậm. Đây có cô này bán dưa hấu nè cô chú. À dưa cải sang anh luôn. À, ồ sang anh lắm nè. Sang anh dữ lắm luôn á, chu chu. Quá ngon luôn nè cô chú ơi. Có me nữa nè, me vô bọc này, bọc nhỏ có, bọc lớn có. Rồi ớt đỏ tươi luôn kìa. Khô luôn. Hôm nay bán được nhiều hàng không cô? Dạ, chợ ít người quá ha. Rồi chúc sức khỏe cô nha. Đây sắp lên các cháu đi làm thật nhiều tiền gửi về nhà đang cho có mà đi chợ nhiều, chúc cho cô bán đặt luôn. Thiệt tình ghét rồi, công ty mà thất kìa, bà con cũng thất theo luôn. Thất tất cả luôn. Ảnh hưởng luôn. À này có mấy cá chì dinh này ngon quá. Cá này dở chà hay gì cô? Chà, lắc chà, cá đông á. Ồ đúng rồi, mấy con chà chà đông. Cá đông không, cá lóc cũng đông. Ồ, vậy cá lóc xong luôn à. Ừ, cá lóc đông luôn. À, ngon quá luôn à, gòi gòi mà nó mập bú quậy kìa. Mà nước da nó gắn đậm đặc kìa, rồi được quá ha, cũng như nó màu nó mạnh lắm. Dạ. Rồi chúc sức khỏe cô nghe, còn một ít này giá cho bà con hồi lại mua cho hết cho cô, cho cô khỏe, cho cô về sớm ha cô. Rồi chào cô. Cô ngon quá nè cô chú ơi. À cô có bán mấy con này ong hả cô? Ngon quá vậy ta. Cái này hổm gài mình mới thấy bữa đầu tiên luôn đó nghe cô chú. Ông này kêu ông gì cô? À, ông này ông khoái hay gì? Khoái không? Này ký khoảng nhiêu tiền cô? 100.000 ha cô chú. Cái này thường thường mà con nấu cái gì ăn ngon ha cô? À, cháy mặn nghe, với nấu cháo rồi đó cũng ngon lắm nghe cô chú. À, cái này hổm gài biết bao lâu mình mới thấy đó, bữa nay nghe cô chú. Có 100.000 ký hả? Rồi chúc sức khỏe cho cô nha. Và mua mai bán đắt tiếp theo. Rồi chào cô. Cá điều hồng của cô nhiều lắm nè. Có gọng oxy luôn, ngon lắm. À, ngon quá luôn, cá lóc cô làm sẵn lấy đậu qua luôn kìa. Rất ngon luôn cô chú ơi. Trước này cũng có cá lóc nè, rất nhiều luôn. Cô này bán cá lóc cũng ngon với cá chê luôn nè. Cá điệu hồng. À con cá nè. Con cá chà bên này nằm trong thau đẹp quá luôn. Hồng dịch. À, cô này còn ít nữa là bán hết rồi, đặc biệt là cô có làm cá chốt nè, cá chốt nhỏ nhỏ luôn ngon ha. Rồi chúc sức khỏe cho cô mua bán đắt tiếp theo hả cô.
Chào cô. À, cô còn ít mận kìa. Bên đây có cô này đang lựa luôn. Rồi bên đây có, đây có quýt, rồi đây củ kiệu cô lặt sẵn luôn. Rồi này gò má, này trái táo bự luôn. Chào, chào cô. Hôm nay đây có hột vịt ngon quá ha, màu hồng hồng luôn nè, đặc biệt luôn. Rồi đây có củ cải sắc sẵn luôn nè, củ cải muối nè. Cải Sóc Trăng đó. Cải Sóc Trăng hả? Ừ. Này 1 ký khoảng nhiêu vậy cô? Có 30 à. À, rẻ ha. Mua nửa ký về mình sáng mình nấu cháo mình ăn chắc lâu hết lắm luôn. Vừa ăn đó. À, cỡ 10 ngày mới hết đó nghe. Vừa ăn nè, gòi gòi nhỏ nhỏ thôi mà có 30 ngàn 1 ký à. Mẹ năm nãy mới ghé cho Sóc Trăng mua về bán. Vậy hả? Ở dưới rẻ quá ha. Mình về mình canh á, cái này cái màu đẹp quá luôn nè. Cái này cũng như cái muối cũng vừa phải à, nghe cô chú nè, mình thấy không cái có nổi. Ngâm nước xả chút xíu là nó lạc lại. À, cũng như nó muốn. Vậy thế nó hay quá ha. Vừa ăn lắm luôn á. 30 ngàn ha. À bên đây mật ong hay gì vậy cô? Rồi có mắm. Có mắm luôn. Ký khoảng nhiêu cô? Dạ. Cái mật ong đặc biệt này nhiêu? Đặc biệt ong rừng nuôi. À, thì cũng như dạ, vậy. À, cũng là mật ong gặt đó rồi. Đúng rồi. À, vô nuôi thùng á. Nói chung mật ong nuôi thùng nè, mà ăn chay nãy nói nhiều ha. Chay nhiêu cô? Chai 200 hả? À, cũng bình dân ha, chứ mặt ông mà chánh mọc ngoài thiên nhiên chắc nhiều lắm à. Ồ, 1 triệu luôn hả? 1 triệu 2, nó có 400 à. Dạ. Nhiều lắm. Dạ thì con nó cũng đi hút mật ở trong rừng thôi. Mật nhưng mà ta nuôi. Dạ. Nuôi thì nói chung nó không bằng thiên nhiên. Nuôi thì nói chung nó dùng cũng dùng vòng mấy cái bông đó thôi, còn ngoài thiên nhiên nó dùng đủ thứ bông, giống nó hút mật nhiều chỗ. Rồi chúc sức khỏe cho cô nha, và chúc sức khỏe luôn vui vẻ và đem lên sẽ mua bay bán đất tiếp theo, gia đình hạnh phúc. Rồi đặc biệt cô này là con cháu Hiếu Thảo luôn nha. Dạ chào cô. Đây cô chú đây tiếp theo. Này gọc cải cô chú ơi. Này cũng có tiệm tập quá. Về hay về rồi cháu? À, còn ít ba bánh hả? À, thôi về đặng chiều bán tiếp theo cho hết này luôn đi. Rồi, chúc sức khỏe cháu nha. Bên đây có cá chốt nè, cá chốt làm sẵn luôn, cá lăng. Rồi bên đây có mấy con cá cha nhỏ nhỏ luôn.
À, chào cô, hôm nay mình có bán măng chua ngon quá ha cô. À, đặc biệt luôn nè, có dưa chua, dưa cải chua nè, cô sắc ra làm hai luôn nè, cho bà con mình tiện mua. Nếu bà con mình mua ít đó thì phần nửa nhiều, với cái thứ hai nữa là nó này nó thấm chua cũng đỡ ha. Rồi chúc sức khỏe cho cô nha, sẽ mua mai bán đắt và hết sản phẩm này luôn. Đây đậu gầm rồi luôn, cô chú ý cái này sao mà lạ mắm gì vậy cô? À, mắm cá lòng tâm ngon á, này là mắm bùa hóc hay gì cơ? Không, mắm cà chua ngon. Mắm chua hả? Dạ, mắm chua, ôi ngon quá luôn. Hũ đó nhiêu tiền cô? 50 ngàn. Dạ, cũng bình dân quá nha cô chú. Nội cá trong đây cũng 700-800 gram đó. Ồ, ngon quá luôn nha. Này nếu mà cá tươi mình cả ký lô ha, mấy gà được nhiều ha. Nhiều lắm mà có rẻ đó. Rồi cảm ơn cô nhiều ha, chúc cô bán hết hàng luôn. Dạ. Cô này có bán rau cần cua luôn, cô quá ngon cô chú ơi. Này bên đây là cam nè cô chú. Này có quýt mà trái nhỏ nhỏ ngon quá ha. Này hổm gài mình, cái này để coi hạnh hay quýt gì cô? À quýt nhỏ ngon quá ha. Này ký bán được nhiêu cô? Ngọt không cô? Chua ngọt ngọt. Dạ. Để một chút coi mình nãy coi sao mình ủng hộ cho cô một ít coi. Đăng ký 30 là 300 gram giá chốt 10 ngàn. Đầu để mình dừng video mình nè. Đây nè cô chú, mình lấy trái nhỏ mình ăn thử, trái nhỏ bằng bự hơn ngón tay cái chút à. Chua chua ngọt ngọt. Cũng ngon quá rồi cô chú ơi. Dạ. Thôi lấy bán 10 ngàn ăn chạy dài ăn cơm. Ăn này nó thành với nó cũng được. Nó có chua chua mới tốt, ngọt không là chua mà chua hơi hơi à, không có chua không. À. Nè cô. Mình không có chỗ ấy để mình máng vô đây. Cô đã treo đây giùm cô. Rồi, đây. Này là mình đi mà mình hơi mà khan tiếng với mình ho vậy đó, mình ăn vô trái là có thể giảm ho liền. À. Cả ký có 12 ngàn, có chú rẻ quá luôn. Cà còn mới ton luôn kìa, cái màu nó mới có vàng nhẹ nhẹ. À, ngon quá. Chúc sức khỏe cho cô nha, để em lên mua mai bán đắt, gia đình hạnh phúc hả cô? Rồi, chào cô. Rồi, mình xin tạm dừng video cuối lời, chúc cô chú anh chị ở chợ Văn Gáo và các cô chú anh chị xem video này luôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, con cháu hiếu thảo. Chào cô chú anh chị và các cháu.